Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu tất cả anh em tham gia một trình này góp nhận 45 tốc căn cơ bot này các bạn. Cứ khoảng 25 đô cho dự án này các bạn. Thì một tốc căn này đó có N WTX USDT và ETH các bạn. Đó đi sàn chuyên swap ở trên các bạn. Để tham gia hôm nay có link phần link mô tả bằng Telegram bằng start chatbot các bạn. Rồi, sờ đơ luôn rồi. Con này chạy danh tán TX nha bạn. Rồi các bạn dùng Google dịch, các bạn dịch ra cái dòng chữ cấp tra này các bạn. Chữ chain này là xe lửa này các bạn. Các bạn nhấp vào xe lửa này các bạn. Ok. Rồi tiếp tục thì các bạn verify con chắc của nó. Chọn scan. Bạn copy con chắc này các bạn. Rồi các bạn trở về một cái địa chỉ chôn link nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chôn link ra, các bạn bắt up ra các bạn. Các bạn mở ra các bạn. Thì nó sẽ hiện ra một túc căn ở chỗ này nè các bạn. Rồi cơ bot nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nó start nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh Chaler nè các bạn. Trong follow các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lên. Rồi các bạn bấm reset nha các bạn. Tiếp tục các bạn vi ship website thì các bạn xem qua website các bạn. Những dự án trên đền này bọn cũng không có thích hung các bạn. Để vi ship không có gì chân các bạn. Mình cũng không có tìm hiểu qua. Rồi có nhiều bạn yêu thích nền tảng của Sol này, mình làm yêu cầu mình làm nên mà làm các bạn, chứ thật ra thì mình không có thích nền tảng cho Solin quá. Những dự án đồng coin của Solin nó bị reset các bạn, không có bằng. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ TRC nha các bạn gửi cho bot nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ cơ bot này các bạn. Và bấm nhanh nút send nha bạn. Ai nút gỡ. Một người reset nha bạn. Các bạn có dùng địa chỉ TDS cũng được, cũng được đó các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot. Rồi các bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục còn bấm vào balance để check số cần nè. Mình đã nhận được 45 tốc cần nè các bạn. Quýt giao không biết ngày nào luôn. Đâm dịch các bạn. Ok, quýt giao thì nó kêu nhập số tiền gốc thì mình nhập vào 45 nè. Rồi, tất cả các bạn việc lên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc căn. Tất cả các bạn những video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.